Vừa qua tại Hà Nội, Amazon Global Selling đã chính thức công bố thành lập đội ngũ chuyên trách tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có thể kết nối và xuất khẩu các sản phẩm. Với đội ngũ mới, Amazon Global Selling sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn liên quan đến việc bán hàng trên trang Amazon cho các doanh nghiệp tiềm năng, bao gồm tạo danh sách mặt hàng hoặc dịch vụ hoàn thiện đơn hàng. Trước đó, Amazon Global Selling và Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet đã cùng phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp với tên gọi Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới với Amazon.com. Kết quả thực tế cho thấy nhiều mặt hàng của Việt Nam, đặc biệt các sản phẩm dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ đã nhận được phản hồi tốt trên Amazon. Tính đến nay, Amazon đã có trang thương mại điện tử ở 20 quốc gia, tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản người mua, cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Gần đây, với sự ra mắt của Amazon Singapore, người bán hàng Việt Nam có thêm một lựa chọn tại thị trường quốc tế khác bên cạnh Amazon.com. Người bán hàng Việt Nam, chủ thương hiệu và nhà sản xuất sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc khai thác các cơ hội xuất khẩu trực tuyến.